Bác trông nghe con. Rồi, chào bác trông. Câu. Đó, nó nhõng nhẽo quá bác. À, phải đo nhiệt ha. Thấy luôn ở trên đó lông à, ở trên lông nó bít lại hết luôn rồi. Thấy không cái này cho cái cho được cái cái chứ. Thấy giờ rồi. À, bữa đầu bón xong cái này xong không nó mình tưởng là xong rồi cái bắt đầu đóng cửa vô đây nó gì đó ba mươi tám độ bình thường hả? Tốt hả? Hơi sốt hả? Bà nước của mình á. Bác ở trong trước, bác kéo ở trong cái xanh á. Thôi an toàn. Nó biết rồi. Xô, bác. Bắt đo nhiệt độ con á. Thank you.
em ba nha. Đau không? Cái này đau không? Cái mũi sao mới đau? Thôi, hai bữa nay mình để ý nó, mình thấy phụ không ăn uống, cái bữa nó ăn ghê lắm. Rồi xong rồi. Rồi bây giờ trong này đập hết luôn hả? Ờ, đập hết luôn. Rồi như vậy là bây giờ tình trạng của cô bé anh Ti sao bắt đầu? Ít nhất là điều trị 3 ngày thôi. À 3 ngày ha. Ít nhất là 3 ngày. À cái nguyên nhân này là bị cái này là sao? Trong cơ thể của nó thì bây giờ vi khuẩn nó đầy, bây giờ nó già yếu thì sức đề kháng nó yếu thì nó phát ra thôi. À vậy ha. Vậy là cái quá trình đó là nó hành, nó không có cho ăn uống gì hết. Thì nó sốt là làm cho bệnh nó biến ăn. Mình vậy sốt. À không nghĩ vậy ha. À như vậy là tình trạng này theo giờ chích thuốc là vô ổn không bác ha? Ngày mai ngày mốt ít ba ngày mà nó ăn khỏe thì thôi không thích nữa, còn không về thêm như vậy. Chất bữa nay thì chắc ăn chưa có gì ha, nó chỉ cũng có thể nó ăn nhưng mà cũng có thể chưa, tại vì hôm bữa khi mà nó gầu xong nó vô là bữa chiến công mừng quá. Rồi sau cái bắt đầu mình làm tiếp nó không ăn luôn, hai ngày đây cũng không ăn bao nhiêu rồi ba mình. Bye bye này. Hi.